cái việc quan trọng là mình phải phán đoán được cái điểm rơi của nó. Vậy nghe, một 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 một, cái này là nốt đen. Nốt đen có nghĩa là một nốt một nhịp. Tập cái này trước, tập nghe trước, nghe để cảm nhận cho nó quen. Nghe phán đoán nó rơi xuống, rơi, rồi, rồi bây giờ nốt móc đơn là hai nốt một nhịp, đó là một hai một hai một hai một hai một hai một. Con số 1 nó rơi vô ngay cái cốc đó, 1 2 1 2 1. Ok. Còn nếu giả sử 3 nốt một nhịp thì mình sẽ lấy một cái hình là tam giác đi. À, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1. Con số 1 nó cũng rơi vô ngay cái cốc phán đó đó, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1. Cũng y chang vậy, cũng phán đoán y chang vậy. Rồi bây giờ nếu như 4 nốt một nhịp, mình sẽ làm theo hình vuông nha. À, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1. Lại 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1. Đó, tập cho nó quen, dù cho 2 nốt hay 3 nốt hay 4 nốt mình cũng phải câu số 1 nó rơi vô ngay cốc. Đây là cái công việc quan trọng. Rồi sau đó sẽ hỏi cái câu hỏi là vậy mình nghe cái này để làm cái gì? Kể thì trong một cái bài hát nó luôn luôn có cái này nè, nó luôn luôn có cái metronome nè, nhưng mà nó lúc đó nó không có cái cốc. Nó giống như là ví dụ mình nghe một cái bản nhạc, mình nghe mình nhịp theo, nó là cái metronome đó, nó là cái cốc đó. Nhưng mà lúc đó nó không ở cái cốc ở trong đó nữa, nhưng mình buộc phải nghe, phải cảm nhận. Đây là cái mẫu số chung mà tất cả những cái thành viên trong ban nhạc hay là mình chơi nhạc thì mình cũng phải dựa vào đó. Mình phải dựa vào nó để chơi nhạc được. Nếu mình không nghe được nó thì mình không biết đúng hay sai, không biết hay hay dở, thì mình không có thưởng thức nhạc, không có nghe, không có cảm nhận được những cái thứ hay ho ở trong đó.